Một con dâu có mấy màu? Đúng, 7 màu. Vậy 3 con dâu mấy màu? 5 con dâu mấy màu? Thì nhân lên. Nhân lên 5 con dâu mấy màu? 35 màu. Vâng, trời ơi. Giờ mày có một cái pizza. Mày có một cái pizza. Người ta hỏi mày cắt thành 8 miếng hay cắt 12 miếng, mày xem cái làm mày. Mà cắt 8 miếng, 12 miếng. Pizza nó cắt thành 8 miếng chứ cắt thành 12 miếng. Miếng nào mày ăn hết? Bên nào mày ăn hết? Thôi uống ngụm đi. Trả lời. Uống cái thôi trả lời. Hả? Nó chết rồi. Uống cái đi trả lời, uống cái đi, uống cái đi. Chưa hiểu. Tôi hỏi mày nè, mày nhớ tên ba mày tên gì không? Đâu. Thấy khách sạn kia tên gì không? Khách sạn kia tên gì? Bình Vân. Đó. Hotel Bình Vân. Giờ vô không? Không vô. Đó. Dạ, mày một cái bao bụng ra cái nào nặng hơn? Tôi biết gì. Cái gì sao? Thầy nặng hơn. Đó. Mày nhớ, mày nhớ thứ hai mày phải làm gì không? Mặc áo dài. Nói gì nữa? Hết rồi. Kiếm rõ với chịu à. Tao áo dài, áo vô, không anh chào. Chịu Anh là trên hết. Ừ, cô Anh là trên hết, phải làm bài tập tiếng Anh. Đúng rồi. Cái ngày mai cô chị bà tiếng Anh đi. Thì phải làm hoa, không? Phải làm hoa để cô Vân yêu thương. Đúng rồi. Để hôn cô Vân ghét như bạn nên là. Bây giờ bạn nhớ Vi rồi nên bây giờ. Đúng rồi. Chép phạt là thấy bộ xin cô luôn. Trăm ngoan. Rồi bạn chào nó Vi, coi dành chiếc ít trên bảng. Hả? Rồi bạn chào nó Vi, coi dành chiếc ít trên bảng đó. Nhưng mà chép phạt là thấy bộ xin cô luôn. Bao nhiêu? Ủa, cái chép phạt hoài à, 3 cây viết một lần. Ừ, cột vô, cột 2 cái vô. Ủa, 3 cây mà cột 2 cái. Ủa, xin chép chưa, 3 bài. Xin học bài mà. Có hả? Không có chép học bài. Rồi mày nhớ ai là con nuôi của bọn anh không? Ấn Trâm à. Bởi vì nó chảnh lắm. Mày nhớ ba con Hiền là ai không? Hỏi lần cuối nha. Ừ. Con còn dòng mấy màu? 7 màu. Hai dòng mấy màu? 14 màu. Ba con dòng mấy màu? Vậy tao hỏi mày xỉn hò, mày xỉn hò đúng không? Vậy tao đang tán rồi. Vậy uống cái đi. Uống cái đi. Vậy mày uống cái đi. Đồ,